Xin kính chào quý anh chị nha. Trước màn hình của chúng ta, đây là khu dân cư Bầu Xéo, hay còn gọi là khu trung tâm dịch vụ công nghiệp Bầu Xéo do công ty cổ phần đầu tư Thống Nhất làm chủ đầu tư. Thì dự án này hiện tại đã hạ tầng đã xong xuôi nha quý anh chị. Hiện tại đã có dân vào sinh sống rồi. Đó, hai cái lóc đất trống phía bên trái bên phải đó là những quỹ đất chung cư. Hàng chục lóc chung cư sau này sẽ được triển khai tại đây. Và cái lóc chung cư đầu tiên ở bên tay trái của Huy đó quý anh chị, đó cái màu xanh xanh đó quý anh chị, đó là chủ đầu tư công ty cổ phần Thống Nhất đang triển khai đó cho công nhân tại khu công nghiệp Bầu Xéo. Ở phía dưới là công viên và những cái lóc nhà phố, đó là người dân đã chuẩn bị xây một số căn nhà vào đây để sinh sống đó quý anh chị. Và hôm nay Huy sẽ giới thiệu đến quý anh chị một cái dự án mới đang triển khai của công ty điện ốc cao su Đồng Nai. Phía dưới chúng ta đó có những cái vách tôn màu xanh đó quý anh chị. Đây là nó là ngay góc giao lộ giữa quốc lộ 1A và đường Trảng Bom đồi 61. Đó, quốc lộ 1A là cái trục bự là xe đang chạy đông đúng quý anh chị ha. Đó, đường Trảng Bom 61 thì bên tay phải. Đó, xung quanh dân cư là hiện hữu đông đúc. Cái dự án khu đô thị Bầu Xéo này có quy mô 2,2 hectare nha quý anh chị. Này vừa bán đất và nhà phố luôn. Thì đất thì giá từ 1 tỷ 2 một nền và nhà phố thì khoảng giá khoảng 2 tỷ 3 một căn nhà. Đó, giá từ 2 tỷ 3 một căn. Đó, dân cư hiện hữu xung quanh đông đúc quý anh chị ha. Và một cái điều đặc điểm đặc biệt đó là nó cạnh khu công nghiệp Bầu Xéo luôn. Khu công nghiệp Bầu Xéo này có quy mô khoảng 500 hectare, tọa lạc tại hai bên trục quốc lộ 1A. Đó, như quý chị đã thấy, hiện tại bây giờ là đã full nhà máy rồi. Đây là trục đường quốc lộ 1A đây. Đó, dân cư hiện hữu xung quanh rất đông đúc. Cái mặt tiền quốc lộ 1A này là bên công ty Huy sẽ xây nhà phố một trệt hai lầu nha quý anh chị. Đó, thì nó nằm ngay cái mặt trục đường này, trục đường song hành với quốc lộ 1A luôn. Nếu quý anh chị ở Trảng Bom này cũng biết cái trục đường song hành quốc lộ 1A là giờ hiện tại bây giờ là rất nhiều ngân hàng nè để thuê những cái căn nhà mặt tiền đó để làm ngân hàng hay để làm về cái mở công ty, nói chung là rất thuận tiện trong việc kinh doanh buôn bán. Và khi những cái dãy phố nhà thương mại này nó hiện hữu rồi thì cái giá trị đất ở một cái mặt tiền này chắc anh phải gia tăng rất nhiều lần quý chị ạ. Đây là hiện tại quỹ đất này là đẹp nhất. Nguyên cái khu này 22,2 hectare quý chị ha. Còn cái phía trong đó là khu dân cư Bầu Xéo hay gọi là khu trung tâm dịch vụ công nghiệp Bầu Xéo. Còn cái quỹ đất hiện tại bây giờ là dự án gọi là dự án khu đô thị Bầu Xéo nha quý anh chị. Để quý anh chị phân biệt đừng có nhầm lẫn giữa hai cái khu này. Thì khu đô thị Bầu Xéo là dự án mới, giá gốc chủ đầu tư. Đó, nếu quý anh chị mà quan tâm cái khu vực Trảng Bom. Đó, và cái dự án này nó thuộc thị trấn Trảng Bom luôn. Thì quý anh chị cứ liên hệ với Huy qua cái hotline ở bên phía tay phải phía trên màn hình để Huy tư vấn thêm. Đó, hoặc để đặt lịch tham quan dự án. Đó, khu đô thị Bầu Xéo quý anh chị ha, rất là đông. Đó, phía dưới là cảnh công nhân ra về đó quý anh chị, tan tầm công nhân ra về đó, rất là đông luôn. Đó, cái góc xanh xanh ngay chỗ cái đường Trảng Bom đồi 621 và quốc lộ 1 đó là sau này là chợ Bầu Xéo nha quý anh chị. Quỹ đất là quỹ đất chợ Bầu Xéo đó. Và cảm ơn quý anh chị đã xem video nha.